Chào có tay cho chủ tịch Hội người có tuổi Việt Nam, người đẹp lá cam quyền. Cảm ơn chào quý vị đã có cho lên cần thưa quý vị. Nếu quý vị bằng bây giờ chúng ta cùng chào đón thành công và rạng rỡ. Nếu thưa quý vị đến từ vùng đất An Giang, em thấy giúp đây. Thưa quý vị rất là chặt chém, chúng ta còn chào đón Tân Sóc Trăng, nơi đẹp huy diễm, đâu nữa nó quay hổ ngược cái chuông. Con chào phá tay thật lớn cho em cao tiệm chiều cao rộng rãi nhất Việt Nam, Hùng Cường. Đến thưa quý vị và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón nam ca sĩ Hoàng Huy. Đến thưa quý vị, con chào phá tay thật lớn cho người đẹp Paris chúng ta, Huy Thanh Dân Lậu. Ngay bây giờ cặp bài chung của Huy Thanh Dân Lậu đẹp hút quả thưa quý vị. Ta đã lắp cái lốt dép đâu rồi, chết rồi. Đến thưa quý vị, ngay bây giờ vẫn đang thần của bà con tới thời Tiêu Minh Phụng thưa quý vị. Vừa lòng rồi đó. Các bạn mà xinh đẹp không có thời có ra quý vị nhá. Khán giả thương yêu của Sài Gòn Tinh Thời lời chào trân trọng nhất Tao không giới thiệu luôn thử, tụi bay đứng tới sáng luôn. Kính thưa quý vị và sao ta đi xuống bán vé đi mấy mẹ. Ôi là trời. Rồi, kính thưa quý vị là sau 7 tháng thì Sài Gòn Tân Thời và đúng 7 tháng luôn thì chúng ta mới gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay tại một khuôn viên vô cùng mới, vô cùng xinh đẹp. Thì lời nói đầu tiên chắc có lẽ là xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay để ủng hộ tinh thần trên Sài Gòn Tân Thời trong suốt 7 tháng vừa qua, và đây là ngày được mong chờ nhất của tất cả các thành viên, cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và lời nói tiếp theo là em xin cảm ơn một lần nữa đến ban tổ chức, đại diện của nhà văn hóa C30 quận 10. Cảm ơn quý vị đã dành tình cảm quý báu để cho đoàn có thể hoạt động tại đây, cũng giống như là trang hoàng sân khấu thật sự lộng lẫy. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ những thành viên cuối cùng xinh đẹp của Sài Gòn Tân Thời sẽ phục vụ vé dòng loại đầu tiên. Mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng thôi quý vị, rất là dễ chơi dễ trúng. Và ngay bây giờ quý vị muốn biết quà tặng là gì, chắc có lẽ là 7 tháng quý vị cũng mau quên lắm, cho em xin cỗ máy quà tặng ra đi ạ. Cỗ máy quà tặng của chúng ta sẽ có xuất hiện ngay bây giờ. Thì không giống như những đồng khác thì quý vị mà trúng thưởng đến lên đây quý vị sẽ được quay quà. Quý vị có thể là trúng gấu bự, gấu nhỏ, gấu chung, gấu dừa hoặc là lì xì từ Sài Gòn Tân Thời quý vị nha, tùy vào độ may mắn của tất cả quý vị. Và tối đêm nay sẽ có những ưu đãi giống như trên quảng cáo, có khi là bệnh viện tăng cường hệ miễn dịch luôn quý vị. Rồi tiếp theo nữa là gấu lớn lì xì 500, gấu nhỏ lì xì 300 hoặc là lì xì 700 nếu quý vị may mắn. Đặc biệt có một cái đặc sự từ bếp Bà Lộ là bếp của em đó quý vị nha. Rồi quý vị cảm ơn và bây giờ những thành viên xinh đẹp đang đào bước phục vụ tất cả quý vị. Tất cả quý vị cũng sẽ phục vụ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời. Cũng như đã nói là chúng ta sẽ có 200 ghế miễn phí, thì rất mong quý vị sau khi phụ hết 200 ghế miễn phí, quý vị đi sang phía trễ và chịu điện thoại chút xíu ủng hộ ghế phía bên trên 5.000 cái ngồi bên này. Còn không thì chúng ta có cái khu vực và băng đá bên đây cũng ngồi được luôn, quý vị có thể tận dụng nha. Rồi kính thưa quý vị chị mới tô môi hả? Môi chị quá trời chị, ổn quá. Chị đánh cái tông này là cái tông của người xưa. Tóc người xưa hả? Cái tông thấy giống tông người chết. Sợ quá đi chào ơi. Điên quá, nói là đánh tóc này thôi. Chị đây số chị ra, số chị ra còn chạy đi đây chờ chị đi số chị ra. Ủa? Trên trời mưa bông bông phầm phồng. Ngoại hả? Hổn nha. không phải muốn bơm mới bơm môi muốn nói gì nữa nha. Hổn đó, cái môi phước đức với chị không có hổn nè. Tại vì sắp chết thì cái này luôn. Sắp chết chị về chị không có về quê, chị nhớ mẹ chị. Vậy đó hả? Chị nhớ mẹ chị, cái chị bị ngập ngừng trong cái câu hát, cái tự nhiên cái chữ mẹ cái chị đứng lại. Thôi lúc đó phải triều mến là nhẹ cái giọng. Triều mến lên ha, triều mến lên đi. Ừ, chiếc trời mưa bông bông phập phồng. Nó nhẹ nhưng mà nó giống chửi hơn hồi nãy luôn á. Ừ, cái hơi mình ra nó triều mến đó chị. Nhiều mến hơn ha, triều mến hơn đi. Dù khi chị nhớ cái lòng chị nặng á em. Cái lòng chị nặng quá, cái chị trịch cái chữ má chị. Cái gì trịch đó, nặng trịch hả? Đúng rồi. Ừ, phát âm cho nó đúng nha. Chứ cái trời bông 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 mẹ đi lấy. Con 52 rồi mới ra con mấy chị ra mấy chị ra số chị ra hoài đấy số chị đây con số chị đây sao cái này nó thương chị vậy trời. Trời ơi bắn tàu ơi đi ba mở hàng của sân khấu mới đã có 1 triệu nhân may mắn được giải. Và xin mời ban tổ chức sân khấu nhận thưởng giùm cho em. Cái gì vậy mẹ? Chưa mới mở hàng là xúc sổ đổ tháo rồi đó. Rồi. Và chúc mừng anh nhé. Nhà những thương con người lớn xe hoa trong đời yêu lòng người có rồi. Bây giờ bắt đầu quý vị ơi, ở trên này chúng ta còn có những chiếc ghế nha. Đó, các nhà nào mà có nhu cầu mà thuê ghế đó, mạnh dạn bước lên bên trên. Ở trên sân khấu nhìn lên biết phía cánh tay phải thì chúng ta phải có một dịch vụ thay ghế. Mọi chiếc ghế là 5.000 đồng à. Để đó thấy gì này cái qua từ chị ơi hôm nay chị nắng tới thì bay đi tìm gì làm mà ông nuôi đời thì cho theo bố mẹ chăm là không nên ơi. Mệt như bé chưa có dấu chị đi xuống chị ra cái chị đi mấy chị ra chiếc cùng mắt nhau quá chân trường cứ sợ hai đứa rồi đường ra trong mùa nay đến lắm mắt cười sơn đông nhớ trường sơn tây 57 số thì còn 3 gì đây tụi bay gì đây? Chiếc chim quyên xuống đất anh cùng nổi giật cứ lên cùng mặt hai cam. 38 là chiếc bơi đầu tặng cho 4 người, 1 người lấy cái chân đem về hầm thuốc bắc, 1 người lấy cái đầu đem về chân trên bàn thờ, còn 1 người thì lấy cái cẳng. Thôi bây giờ nè, em quay tới em quay 2 số trước đi nha, ai có số lớn hơn thì mình quay quà ha, còn nhỏ hơn mình nhận giùm em 2 vé với là 1 con gấu bông nhỏ nha, 2 vé 1 con gấu bông nhỏ để xíu luôn, tại vì gấu bông kia chưa chuẩn bị kịp. Rồi cảm ơn, đổ nước đổ đồ ăn được ha. Rồi con, rồi em qua đây đi, đứng đi. Gớt tiền kìa, chết cha, gớt tiền. Dạ.